Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Các mà đã bước qua là ngày thứ tư rồi Và các bạn đã thấy được là chứng khoán ngày hôm nay đây chúng ta tiếp tục kết thúc là một màu đỏ vào pre-market thì bây giờ Thì các bạn thấy là không có nhiều động tĩnh Ngay cả chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung đó, Thì tổng số vốn hóa cũng không thay đổi nhiều Các bạn thấy được là so với ngày hôm qua đây thì vốn hóa cũng cỡ đó Gần như là 1.2 nghìn tỷ đô la các bạn Nhưng mà những đồng lớn đó thì không có nhiều sự thay đổi Ngày mai đây chúng ta có một cái thông tin rất là lớn thực ra ngày mai ở Hoa Kỳ nhưng mà tối nay Việt Nam các bạn sẽ có cái thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát CPI đó sẽ là cái chủ đề lớn chúng ta sẽ nói đến trong vòng 24 giờ tới đây rồi chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin ở bật trong đó chúng ta lại tiếp tục có nhiều sự tranh luận liên quan tới BSC 20 Arnold và đặc biệt chúng ta đã nghe cái cảm nghĩ đến từ Michael sailor Michael sailor một trong những người bullish nhất liên quan đến Bitcoin mà chúng ta biết thì ông đang nghĩ gì và những gì đang xảy ra liên quan tới hai 20 và Oranos. Tôi sẽ chia sẻ một cái clip ngắn với các bạn cộng với lại một số những thông tin rất nổi bật trong video này chúng ta có rất nhiều thông tin cho nên chúng ta hãy bắt đầu tiếp tục nói tới tình hình chung của thị trường đó, thì các bạn nhìn thấy được là về hợp đồng dầu thì hôm nay đã giảm một chút các bạn ở mức là 73 đô 29 sen thì cũng cỡ đó mà thôi vàng thì sao các bạn vàng ngày hôm nay đó thì ở mức là 2039 trong một ounce vàng các bạn vẫn hơn 2.000 đô Về crypto đó thì chúng ta nói tới BTC thì giá ngay bây giờ so với 24 giờ qua thì cũng cỡ đó các bạn Chúng ta ra ở mức là khoảng 27.700 700 đô hiện tại Chúng ta nhìn vào Crypto Bubble đó thì chúng ta thấy được là có Pepe thì tăng 10% Trong đó chúng ta có đồng mà tăng nhiều nhất trong tháng 100 này chúng ta có BSV tăng 42.1% Có phải là tại vì với cái sự sôi động của BRC20 dẫn đến tí của BTC tăng cao dẫn đến là mạng lưới bị tắt nghẽn cho nên mọi người mới nghĩ là BSV sẽ có cơ hội hay là không các bạn thấy được là ngay cả Bitcoin Cash cũng tăng 9.2% ngày hôm nay. À, đối với thuận ra thì uh, Bitcoin Cash và BSV thì vẫn chỉ là altcoin thôi các bạn. Thường không nghĩ là mọi người sẽ chuyển qua để mà dùng Bitcoin SV hay là Bitcoin Cash đâu. Và thường cũng đã dành một cái video gần đây để chia sẻ về lịch sử của Bitcoin Cash và Bitcoin SV. Nhưng mà nào mà chưa có rõ về lịch sử đây thì có thể xem video thường đăng cái tài khoảng chừng 2 ngày. Chúng ta nhìn chung đó thì như thường vừa chia sẻ vốn hóa cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Nói chung thì cái thông tin lớn nhất mà mà mọi người chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát cpi mà đợt này đó thuận cảm thấy được là cái ước tính nó khác lạ một chút các bạn đừng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn sáng ngày mai tại Cali 5 giờ rưỡi sáng chúng ta sẽ có cái thông báo liên quan đến phần trăm lạm phát CPI có nghĩa là ở Việt Nam đó các bạn sẽ nhận được thông tin này vào tối hôm nay vào lúc 7 giờ rưỡi tối các bạn và các bạn hãy được là so với lại tháng vừa rồi đó thì ước tính liên quan đến CPI cái số tổng nó không thay đổi các bạn tháng vừa rồi đây là chỉ số là 5.0 Ước tính bây giờ cũng là 5.0 nữa các bạn. Còn về Core CPI, có nghĩa là phần trăm lạm phát mà không có tính lương thực và thực phẩm, đó, thì ước tính là 5.5 so với tháng vừa rồi 5.6, nghĩa là giảm 0.1 mà thôi. Nói chung đó thì ước tính là các chỉ số cũng như tháng rồi, không có sự thay đổi nhiều. Và đây là cái thống kê đến từ MarketWatch.com. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào một số những công ty liên quan tài chính lớn, đó, thì ước tính họ ra sao các bạn. Chúng ta có những ngân hàng, mà họ có cái nhìn lạc quan hơn thì chúng ta có JP Morgan, có Tia Bank, chúng ta có Nomura thì nghĩ là phần trăm CPI sẽ là 4.9 các bạn so với lời ước tính của Market Watch 5.0 thì cũng cỡ đó nhưng mà lạc quan hơn 0.1 mà thôi chúng ta có những ngân hàng lớn khác như là Barclays, Bank of America, Bloomberg, Credit Suisse, HSBC, TD Bank, UBS, Wells Fargo thì ước tính là 5.0 tương tự như là Market Watch và chúng ta có Visa, Goldman Sachs, CIBC City Group và Morgan Stanley thì à, nghĩ là cái phần trăm CPI sẽ cao hơn tháng vừa rồi ở mức là 5.1. Nói chung thì sự khác biệt không có nhiều. À, các bạn thấy được là đây là một trong những cái lần thú vị mà chúng ta thấy là ước tính phần trăm lạm phát CPI không có giảm so với lại tháng vừa rồi. Hầu như chúng ta không chỉ nói tới Market Watch mà những ngân hàng lớn cũng nghĩ như vậy. Thì ngày mai đó thị trường sẽ ra sao? Dựa theo TP Morgan thì họ đưa ra một cái nhận định nếu như mà chỉ số CPI mà hơn 5.5% đó thì chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 chứng khoán Hoa Kỳ sẽ giảm ít nhất là 3%. Nhưng mà khả năng này đó đối với họ chỉ có 4% mà thôi rất là thấp Nếu như mà chỉ số CPI từ 5.3 đến 5.5% đó Thì họ nghĩ là chỉ số chứng khoán S&P 500 sẽ giảm 0.75% cho đến 1.25% Khả năng này đó họ đưa ra là nhận định 25% là có khả năng này Nếu như mà phần trăm lạm phát là từ 5 tới 5.2% đó Thì họ nghĩ là chứng khoán Hoa Kỳ không những là không xuống mà còn tăng này các bạn Chúng ta thường là sẽ tăng 0.5 cho đến 0.75. Khả năng này ta họ đưa ra là khả năng cao nhất là 50%. Còn lại chúng ta có nếu như mà CPI à, giảm nhiều hơn là ước tính đó, ở mức là 4.7 đến 4.9 thì chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng chứng khoán là 1 tới 1.25%. Khả năng này đó không có cao các bạn 20% mà thôi. Và khả năng thấp nhất là chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát dưới 4.5 thì họ nghĩ là chỉ số chứng khoán sẽ tăng ít nhất là 2.5% nhưng mà chỉ có 1% là có khả năng này mà thôi. Nói chung đó thì nhận định của JP Morgan là chứng khoán Hoa Kỳ sẽ có sự tăng trưởng ngày mai tại vì khả năng cao là phần trăm lạm phát sẽ giữ như là cái tháng vừa rồi. Còn đối với lại BTC nếu như mà ngày mai chỉ số CPI dưới 5.0 nữa thì ngày mai khả năng cũng sẽ là một màu xanh và dựa theo tài liệu từ Truflation thường đã chia sẻ thông tin với các bạn cách đây hai ngày thì đây là một trong những cái thông tin thống kê từ một công ty tư nhân mà thôi không phải là cái thống kê chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta cũng đã xem cái chỉ số Truflation trong vòng hơn một năm qua rồi và các bạn thấy là cái độ chính xác nó cũng rất là cao không phải là chúng ta nhìn vào phần trăm là bao nhiêu hay là chúng ta biết chắc chắn là sẽ giảm bao nhiêu phần trăm mà cái mà chúng ta nhìn chính là cái xu hướng chung của lạm phát như thế nào thì dựa theo chỉ số của Trueflation họ dựa vào những cái thông tin họ thu thập được thì họ vẫn cho thấy là phần trăm lạm phát đang trên con đường giảm trong vòng một tháng qua tuy là cái tốc độ giảm đã chậm lại nhưng mà vẫn là đang trên con đường giảm như thế này như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì khả năng ngày mai đó vẫn sẽ giảm so với tháng vừa rồi đó chính là dựa thời liệu của Trueflation chúng ta sẽ biết sớm mà thôi nhưng mà đây là cái đề tài mà nhiều người quan tâm đến nhất tại vì chỉ số CPI ra sao sẽ ảnh hưởng đến cái quan điểm về lãi suất của Fed các bạn thấy được là cho đến thời điểm bây giờ đó thì chúng ta refresh trang CME Group chúng ta sẽ thấy được là cái lần hợp kế tiếp của Fed là còn khoảng 35 ngày nữa mà cho đến bây giờ chúng ta đã có một cái sự thay đổi khá đáng kể các bạn chúng ta đã nhớ là cách đây khoảng chừng một tuần đó thì chúng ta vẫn là có cái phần trăm lớn là không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 tới đây nhưng mà phần trăm đó rất là cao các bạn khoảng chừng là chín mấy phần trăm lần thì chúng ta có một số lượng phần trăm nhỏ nghĩ là sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp kế tiếp này. Nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn ngược lại các bạn, chúng ta có 78% vẫn nghĩ là sẽ không tăng lãi suất, cho nên khả năng là vẫn sẽ không tăng. Nhưng mà chúng ta lại có một phần uh, đã xuất hiện đó chính là 21.8% nghĩ là Fed lại sẽ tăng thêm lãi suất 0.25 nữa. Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này các bạn? Thường nghĩ là có thể là một số người nghĩ là ngày mai chỉ số CPI sẽ không như ý muốn và Fed bắt buộc phải tiếp tục tăng lãi suất chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến CPI sớm mà thôi và thường chia sẻ trong thời gian nhanh nhất có thể ngày mai có thể là thường sẽ cố gắng thức sớm để mà chia sẻ thông tin này với các bạn cho nên Thuận mới đăng một cái hình meme các bạn anh nói không tăng lãi suất tôi nói không tăng lại suất <laughs> Rồi chúng ta vẫn tiếp tục nghe những cái sự tranh cãi liên quan đến nợ trần Các bạn được là cho tới bây giờ đó thì nợ trần của Hoa Kỳ vẫn là một đề tài mà chưa có hồi kết Nhưng mà thường nghĩ là sẽ có hồi kết sớm mà thôi Tại vì các bạn thấy được là à, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đã la làng ông um, Sơn mấy ngày hôm nay Là nếu như mà không có một cái thỏa thuận liên quan đến nâng nợ trần Thì trong vòng khoảng chừng là 3 tuần nữa thì Hoa Kỳ sẽ hết tiền <laughs> Cho nên thường nghĩ là việc này từ giải quyết sớm mà thôi Cái mà chúng ta biết ngày hôm nay đó thì à, Tổng thống Joe Biden đã gặp mặt à, những người đại diện cho quốc hội nhưng mà theo những thông tin trên nhận được ta thì vẫn chưa có bất cứ một thỏa thuận nào hết à, và cái cuộc họp kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu này Bây giờ là một cái sự dằn co xem coi là ai sẽ là người nhường bước trước các bạn. Đương nhiên ở bên đảng Dân Chủ đó thì họ muốn là nợ trần nâng lên nhưng mà không có bất cứ một điều kiện nào. Nghĩa là không có bất cứ điều kiện cắt giảm chi tiêu nào hết. Nhưng mà ở bên đảng Cộng Hòa thì nói là cho tăng nợ trần nhưng mà cần phải có một số những cái quy định về cắt giảm chi tiêu. Hai bên bây giờ đã xem coi là ai sẽ là người sợ về việc là không có một nợ trần nâng lên đúng hạn dẫn đến ông Hoa Kỳ sẽ trả trễ cái trái phiếu của họ và nếu như mà Hoa Kỳ trả trễ nợ trái phiếu đó thì chúng ta thấy được là Hoa Kỳ sau này nếu như mà muốn vay mượn phải trả phần trăm cao hơn và cái xếp hạng độ an toàn của trái phiếu Hoa Kỳ cũng sẽ giảm xuống. Bây giờ xem coi là tới phút cuối cùng là ai sẽ là người buông tay trước và chấp nhận đề nghị của bên kia. Và chúng ta thấy được là Bộ trưởng Tài chính của Janet Yellen thì dựa theo thông tin đang liên hệ với các CEO tài chính kinh doanh của Hoa Kỳ để giải thích tác động thảm khốc nếu như mà Hoa Kỳ không nâng đợi trần đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu. Chúng ta không rõ là Bộ trưởng Tài chính Jay Yellen đã nói chuyện với CEO nào. Nhưng mà các bạn nên hiểu là CEO thì chỉ là người lãnh đạo công ty mà thôi, đâu phải là người cho quốc hội đâu và cũng không thể bỏ phiếu hay là ra quyết định nâng đợi trần. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng đó là cho là Yellen kêu gọi các CEO, tại vì những CEO này là những người mà quyên góp nhiều cho những cái nghị sĩ. Có thể là muốn dùng sức ảnh hưởng của họ để gây áp lực cho các nghị sĩ nhanh chóng đưa ra một quyết định về nợ trần về mặt nợ trần đó, thì các bạn đã biết quan điểm của thuần rồi trong vòng mấy chục năm qua đó thì hoa kỳ đã tăng nợ trần là ít nhất là 78 lần theo thuận nhớ đợt này cũng không có gì ngoại lệ đâu nhưng mà mỗi lần mà nói tới nợ trần đó, cách vài năm chúng ta lại nghe thông tin liên quan đến nợ trần một lần thì uh, lại là một đề tài rất được quan tâm cho nên thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ để các bạn hiểu những gì đang xảy ra và cái sự ảnh hưởng đối với nền kinh tế nói chung là như thế nào tại vì đương nhiên khi mà chúng ta thấy được là nợ trần được nâng lên cũng đồng nghĩa là hoa kỳ có thể tiếp tục vay mượn và bán công trái phiếu lại sẽ có thêm nguồn tiền được sinh ra và đưa vào trong thị trường. Và đối với một số người ra thì nền kinh tế của Hoa Kỳ và cả thế giới nói chung nó thực sự đang chậm lại, cho nên cái việc là chống lạm phát sẽ là một cái việc bây giờ cảm thấy là quan trọng nhưng mà sau này đó làm phát sẽ không còn là vấn đề nữa khi mà kinh tế chậm lại và một trong những người mà có quan điểm này đó chính là Warren Buffett các bạn chúng ta thấy được là dựa theo tài liệu quý 1 của công ty Berkshire Hathaway đó thì công ty của Warren Buffett đã đâm bán tổng cộng là 13.3 tỷ cổ phiếu các bạn và đã tăng cái số lượng tiền mặt và công trái phiếu nắm giữ trong quý 1 và sau khi mà bán số lượng này đó thì chỉ có 4.4 tỷ đô la là dùng để mà mua lại cổ phiếu của Berkshire Hathaway, cộng với lại 290 tỷ đô la mua thêm cổ phiếu của những công ty khác. Nói chung đó, thì bán nhiều hơn là mua, và mua phần lớn là mua cổ phiếu của chính công ty của mình. Và chúng ta đã thấy được lý do tại sao đó, thì Warren Buffett đã nói cuối tuần qua, nói là phần lớn những công ty mà họ đang lưu trữ cổ phần đó sẽ đưa ra cái thống kê thu nhập không được tốt so với năm ngoái. Và 6 tháng vừa qua là 6 tháng cuối cùng mà chúng ta trong cái thời kỳ tăng trưởng có nghĩa là có nghĩa là thời gian tới đây sẽ là một cái thời gian khó khăn cho nền kinh tế và đương nhiên không phải là up nói bằng miệng chúng ta thấy được là up đã bán rất nhiều cổ phiếu và hiện bây giờ đã đang giữ tổng cộng là 130 tỷ đô la tiền mặt các bạn. Trong vòng quý 1 đã tăng thêm 2 tỷ nữa, trước đó là 128 tỷ bây giờ thành 130 tỷ rồi. Và phần lớn các bạn đã biết là lưu trữ tiền mặt và lưu trữ công trái phiếu. Wow các bạn, Warren Buffett khá là bearish về tình hình nền kinh tế. Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và chúng ta đã thấy được là cái sự lo lắng bây giờ một phần là đến từ cái ngành ngân hàng chúng ta đã biết là Warren Buffett thì nói là bây giờ không có lòng tin uh, với lại những cổ phiếu ngân hàng cho nên bây giờ không phải là thời điểm mà công ty Berkshire Hathaway sẽ đụng đến những ngân hàng đâu và thậm chí trong 6 tháng qua đây thì Berkshire Hathaway đã bán hết tất cả ngân hàng các bạn và chỉ lưu trữ lại một cổ phiếu ngân hàng duy nhất đó chính là Bank of America mà thôi và dựa theo một cái bài bỏ phiếu đó bài bỏ phiếu này là được uh, tổ chức bởi do lớp các bạn và một phiếu này đó là từ ngày 3 tới ngày 25 tháng 4 đây là cái thời điểm mà chúng ta thấy được là ngân hàng SCB vừa sụp đổ đó thì họ khảo sát một số người xem coi là có lo lắng về tiền của mình trong ngân hàng hay là không thì kết quả ra sao các bạn kết quả chúng ta thấy được là rất lo lắng là chiếm 19 phần trăm chúng ta thấy được là lo lắng trung bình là khoảng 29 phần trăm chúng ta thấy được là không lo lắng nhiều là khoảng 30 phần trăm và không lo lắng luôn là khoảng 20 phần trăm có nghĩa là khoảng phân nửa lo lắng và phần nửa không có lo lắng nhưng mà về tiền ở trong ngân hàng đó thì phần lớn mọi người đương nhiên không cần phải lo lắng rồi tại vì có bảo hiểm là 250 000 đô nhưng mà trong lúc mà chúng ta thấy được là cái sự hoảng loạn tột độ xảy ra đó thì các bạn có nói gì mọi người cũng hoảng sợ và đi rút tiền mà thôi cho nên chúng ta mới dẫn đến SVB sụp đổ rồi First Public sụp đổ tuần này đó thì về mặt ngân hàng khá là im lặng các bạn chúng ta chưa nghe thêm thông tin gì hết đó cũng không nghĩa là ngân hàng bây giờ đã ổn không có nhiều quan tâm. Các bạn thì là ngân hàng địa phương đó, thì có một thời gian im lặng rồi sau đó đùng một cái các bạn thấy được là có một loạt những ngân hàng cổ phiếu giảm rất là nhiều. Cho nên chúng ta vẫn chưa chắc chắn đâu. Những gì mình không muốn chia sẻ với các bạn ở đây là như thế này. Ngoài trừ việc là chúng ta thấy phần trăm làm phát CPI đó là một những yếu tố quan trọng liên quan tới Fed sẽ quy định về lãi suất ra sao, chúng ta thấy được là ngoài chỉ điều đó ra chúng ta còn có cả một vấn đề khác nữa liên quan tới nền kinh tế. Và hiện bây giờ đã Fed đang đối đầu với rất nhiều áp lực của bạn một mặt là về phần trăm lạm phát một mặt khác đó là hầu như không ai muốn Fed tiếp tục tăng lãi suất hết các bạn đang thấy được là người dân thì đương nhiên không muốn tiếp tục tăng lãi suất rồi tại vì tăng lãi suất ảnh hưởng đến việc làm của họ ảnh hưởng đến cái chi phí của họ khi mà họ đi vay mượn nhưng công ty đó thì không muốn tăng lãi suất ảnh hưởng đến là cái thu nhập công ty của họ chúng ta đã thực là những nghị sĩ cũng không muốn tăng lãi suất nhà trắng cũng không muốn tăng lãi suất ngân hàng cũng không muốn tăng lãi suất các bạn Fed thực sự à, đang đối đầu với một bài toán rất là khó hy vọng là ngày mai chúng ta có phần trăm lạm phát CPI như ý muốn thì cái quyết định của Fed sẽ dễ dàng hơn về việc ngân tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 này. Rồi bây giờ Thuận sẽ chuyển qua để mà chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến crypto nổi bật với các bạn. Thì đầu tiên hết á, chúng ta đã thấy được là PP thì vẫn chưa hồi phục trở lại các bạn. Chúng ta đã nhìn thấy được là so với lại đỉnh cách đây 4 ngày đó thì đồng PP này đã giảm 51.7% rồi. Nhưng mà trong vòng 2 tuần qua đó thì vẫn tăng 699,7% các bạn và cái sự hứng thú liên quan thêm meme coin thì hoàn toàn không giảm so với là như gì chúng ta đã thấy ngày hôm qua và ngày trước đó chúng ta đã nhìn thấy được là ordinals uh, có nghĩa là inscription ở trên mạng lưới của BTC đó cái số lượng inscription có nghĩa là cái số lượng mà tài liệu được lưu trữ trong Satoshi đã tăng lên tới 4.8 triệu rồi các bạn. Con số rất là nhanh luôn và tăng gấp đôi trong vòng chỉ một tuần mà thôi cho thấy được là có biết bao nhiêu inscription đã được sinh ra trên mạng lưới của BTC trong vòng 8 ngày qua. Các bạn thấy được là cái con số trước đó 8 ngày chỉ có 2.5 triệu inscription bây giờ đã lên tới gần như là 5 triệu rồi và chúng ta đang thấy được là cái số lượng tăng trưởng này đã một phần là tại vì chúng ta đã có BRC20 standard đây là một trong những cái token standard dẫn đến cái sự hứng thú liên quan tới meme coin ở trên BTC mấy ngày qua và nói tới BSC BRC20 token thì các bạn đã thấy được là bây giờ tổng số vốn hóa là 844 tỷ rồi nhưng mà thực ra hồi sáng này tổng số môn hóa đã hơn 1.000 tỷ chúng ta đã được là hiện bây giờ ở trên BRC20 standard này là chúng ta có tới 14.307 token lần Trong đó chúng ta có token lớn nhất về mặt vốn hóa đó chính là OD Và chúng ta có Pepe kế đó Một số những meme coin như các bạn nhìn thấy trên màn hình Và tới bây giờ đó thì nên Refresh the Channel lại để xem coi là mạng lưới BTC hiện bây giờ ra sao Thì update đó, so với hôm qua thì bây giờ cái số lượng transaction giao dịch mà đang chờ đợi để confirm đó thì đã giảm xuống. Bây giờ đã dưới 400.000 rồi các bạn. Hiện giờ là 398.766 thì coi như vẫn cao các bạn nhưng mà đã thấp hơn so với hồi sáng nay và ngày hôm qua và ngay bây giờ đó nếu như mà các bạn muốn giao dịch BTC mà các bạn muốn được giao dịch nhanh đó, Có coi như là trong vòng một lốc, như là khoảng chừng mười phút thì các bạn phải trả cái phí là ít nhất là 13 đồng một cent còn nếu các bạn muốn trả cái phí dưới 10 đô la là các bạn phải chờ tới một tiếng đồng hồ lận mạng lưới bây giờ thì vẫn còn rất nhiều những cái giao dịch đang bị pending nên các bạn cần phải trả cái chi phí cao hơn thì đương nhiên đây là một đề tài mà Thuận đã chia sẻ nhiều trong video ngày hôm qua cảm nhận của Thuận liên quan tới những gì đang xảy ra và đối với lại cái sự kiện này bây giờ thì sự tranh cãi vẫn đang diễn ra các bạn có rất là nhiều người không thích Uh, vì nhiều lý do họ không có thích những gì đang xảy ra tại vì họ cần phải di chuyển btc Giống như là những bạn nào mà trung bình giá sau đó các bạn phải đem BDC về ví cá nhân của mình thì phải trả cái phí cao à, Các bạn có nhu cầu di chuyển BDC cũng cần phải trả cái phí cao Và những người mà có cái lòng tin về BTC là một mạng lưới đơn giản Một mạng lưới chỉ dùng để mà lưu trữ giá trị hay là di chuyển mà thôi đó Thì họ không thích nghi đang xảy ra Tại vì họ nghĩ là có nhiều rác khi mà lưới BDC hiện bây giờ Một mặt khác thì các bạn đã biết là cái suy nghĩ liên quan đến là BTC có thể có nhiều công dụng hơn Ngoài chỉ việc là chỉ lưu trữ hay là chỉ gửi thì gửi lưu thì BDC thật sự là có thể à, dùng mạng lưới của mình để có nhiều cái cải tiến mới và thậm chí nhiều người suy nghĩ đến sau này hệ sinh thái của BTC có thể phát triển rất nhiều có thể chúng ta có à, những cái ví những cái giao thức khác nữa còn hay hơn à, dẫn đến là BDC có cái nhu cầu sử dụng nhiều hơn và điều đó là tốt đối với mạng lưới của BTC thì đây là hai cái suy nghĩ ngược chiều với nhau